vũ quý họ nhiêu hàng chuẩn thủy trở lại với tất cả quý các khán giả chào đón quý vị đến với phần tin tức nổi bật chiều thứ hai hôm nay nhà báo đinh quang anh thái tạm nghỉ một tuần lễ xin cảm ơn vũ quý hậu nhiên đến với đài ngày hôm nay vâng xin chào anh Hằng Trọng Thụy và xin kính chào quý vị khán thính giả trước khi vào trong phòng thu hình chúng tôi đã thảo luận các đề tài để được trình bày với quý vị có những cái khó khăn hiện nay mà chính quyền của tổng thống Joe Biden và bên hạ viện sau khi đã rơi vào tay của đảng cộng hòa khó khăn hiện nay như thế nào trong cái việc mà chúng tôi thấy cái vấn đề đầu tiên là mức nợ trần và còn nhiều vấn đề khác nữa vũ Hiển Nhiên vâng mức nợ trần là thế này là nước Mỹ nếu mà muốn được mượn tiền mà nước mỹ thì xài cái gì cũng xài bằng tiền mượn hết trơn <laughs> là tại vì uh, không lẽ in tiền ra thì lạm phát nó tăng thành ra họ mới bán công phiếu tức là bán <laughs> bon us treasury bond bán công phiếu tức là mượn tiền của công chúng mượn tiền của công chúng để mà đem về xài thành ra ví dụ mình thấy nhà nước tiêu tiền ấy, tiêu tiền mặt ấy, là tiền đó là toàn tiền nợ nợ xong rồi trả thì vấn đề là thu vô thí dụ thu vô 100 tỷ thì đem ra xài mất 120 tỷ. Cái 20 tỷ đó là phải đi mượn. Ừ. Mượn hết rồi năm tới xài thêm 20 tỷ nữa là coi như là phải đi mượn thêm. Yeah. Mà mỗi lần muốn mượn thêm như vậy ấy thì là phải có được phép của Quốc hội. Ừ. Thì ngày xưa là cứ ví dụ Đụng Trần, cái xong rồi Quốc hội tự động tăng lên, cái xong rồi tự động tăng lên. Ừ. xong được một hồi cái xong cái thì... Quốc hội mới nghĩ ra là ồ, oh, bây giờ mày muốn ép tổng thống phải làm gì á mày không cho cái nữa. Oh. Mình không cho mượn tiền <laughs> ừ. là không không xài được tiền đấy, là coi như chính phủ hết tiền, hết tiền xài thì là bao nhiêu cái chuyện cần làm từ quốc phòng, từ những chuyện như là ví dụ như mình nghĩ là có thể không cần lắm, ví dụ như là ừ. uh, ví dụ như là sửa cầu, sửa đường, hôm nay không sửa để mai sửa, nhưng mà có những chuyện chắc chắn phải làm trả lương nhân viên rồi quốc phòng rồi máy bay phải bay. Tất cả cái đó mà không có tăng nợ trần ấy, ừ. là không có tiền để xài. Thành ra bây giờ khi mà Quốc hội nằm ở trong tay một đảng mà tổng thống là đảng kia thì người ta sẽ bảo là tôi sẽ dùng <laughs> cái này để mà ép bên kia phải làm <laughs> cái này cái ABC này theo vừa ý của tôi <laughs> à, mà bên tổng thống ấy, thì là luôn luôn nói là không được mấy cái này mấy anh này trơn gian, cái này là ngày xưa là cứ tự động, động tăng bây giờ mấy anh lại đặt điều kiện làm sao đúng không? À. Um dưới thời ông Obama đó bởi vì cái thời khi mới đầu vào thì còn được nắm trong tay đảng dân chủ nhưng mà sau đó thì cử tri bầu lên để rồi ông tổng thống là đảng dân chủ nhưng mà quốc hội thượng viện với hạ viện nằm trong tay đảng cộng hòa vì thế áp lực rất lớn cuối cùng thì chính cá nhân tổng thống Obama phải thương lượng hòa giải và chấp nhận một số những điều mà bên phía đảng cộng hòa đòi hỏi lần này thì sao? lần này chúng ta có thượng việt là trong tay Đảng dân chủ, hạ viện trên cái Đảng Cộng hòa liệu rằng Đảng Cộng hòa có đủ cái vũ khí để áp lực với ông Biden hay không. Mà 10 ngày trước thì ông Biden nói no negotiation, không có thương lượng gì hết. Lúc cái thời Obama thì hồi đó là Obama mới làm thượng nghị sĩ có một nhiệm kỳ mà lên thắng tổng thống. Cho nên khi mà thương lượng với bên Cộng hòa mà phải chấp nhận những điều kiện cộng hòa thì ừ. rất nhiều người của cả bên cộng hòa lẫn bên dân chủ thấy rằng ông Obama này là một người yếu wow. cái 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 tài tiếng mà Obama bị mang tiếng là người yếu là từ cái đó mà ra chứ không ừ. phải là vì cái chuyện mà nước ngoài ngoại quốc rồi gì đâu à. không yếu là yếu trong cái chuyện mà thương lượng thương với lượng. cộng hòa mà dễ thua như vậy ừ. đó, cái tiếng nó ở đó mà ra thành ra lần này là Biden Biden là là, là cự phó tổng thống cũ của Obama gì yeah. học cái bài học đó rồi oh. đó lần này là không có để bị mang tiếng vậy nữa Biden không có phải là dân thượng nghị sĩ mới có một nhiệm kỳ đâu yeah, ông ngồi đó từ cái hồi ông là thượng nghị sĩ trẻ nhất cái thời của ông biến bây giờ ông là tổng thống già nhất <laughs> thành ra cái yeah. đời đó mặc dù là ông là một người nhìn thì rất là tử tế thâm niên nhất rất là, là thượng nghị sĩ thâm niên nhất yeah. thâm niên cho nên cá nhân ông có thể tử tế nhưng mà về chính trị thì ông cũng rất là cáo giả chứ không thua gì ai Đúng à, thành ra lần này là nhất quyết là không có để rơi vào cái bẫy mà để chúng nó gọi mình là cái tay mà cơ, yếu yếu ừ. cơ rồi lại uh, này nọ là nhưng mà bởi vì rồi. ông có đảng uh, đảng dân chủ ở thư viện ông là, có là đảng là dân chủ ở thư viện nhưng mà để mà được tăng nợ trần là phải cả hạ viện cả thượng viện thành ra bên nói chung là bên đối lập chỉ cần một viện thôi là đủ gây khó khăn rồi đúng rồi và bây giờ họ sẽ đòi cái này cái đó kia họ đòi phải là cắt giảm chi tiêu thế này cắt giảm chi tiêu thế kia à, một trong những đòi hỏi của họ là cắt giảm chi cắt giảm chi tiêu tổng cộng tới chừng đó thôi họ không có đòi hỏi rõ ràng là cắt cái này cắt cái kia nhưng họ muốn là ngân sách quốc gia là tối đa chỉ đến chừng đó thôi tức là đến à, mà họ nói là tới cái mức của năm 2020 tức là thụt lùi lại hai năm đó thế thì cái cái mà bên mà chống lại cái đề nghị đó thì họ dọa là ô nếu cắt vậy ấy, là phải cắt luôn cả quốc phòng mới xuống là được như vậy đó, mà mình biết đấy, là nói chung là bên cộng hòa rất là sợ đụng vô quốc phòng là tại vì cái tiếng của họ là họ là phe thân quốc phòng bây giờ mà bị mất cái tiếng đó thì không còn gì để mà chơi nữa đúng không? thì uh, trong những cái đề xuất hiện nay đang người ta vẫn chưa biết được là bên phía đảng cộng hòa muốn cắt giảm cái gì mà họ chỉ nói như thế này không muốn gia tăng chi tiêu trong cái ngân sách mới nữa. Đó là một cái điểm. Như vậy thì cái khoản nào có thể cắt giảm? À, trước đó chúng ta nghe nói sở thuế liên bang IAS cũng sẽ nằm trong cái nghị trình mà họ nói có những cái chi tiêu không cần thiết mà Đảng dân chủ đã chi tiêu quá đáng, liệu rằng IAS sẽ là một trong những điểm mà họ nhắm tới và liệu rằng có thành đạt được hay không. Ngoài IAS ra còn những cái khoản nào cắt giảm về vấn đề di dân rồi à, vấn đề tiền cho Ukraine nữa. Đó. Bên um, phía Cộng hòa á, xưa nay mình nghĩ là Cộng hòa là dân diều hậu đúng không? Nhưng mà thực ra cái động Cộng hòa Đảng Cộng hòa có hiện nay á có những thành phần là diều hâu người ta gọi là cái kiểu cộng hòa xưa còn cái kiểu cộng hòa mới hiện nay ấy là họ là uh, là maga là america. Make america Great again là america first đó là cái gì làm cái gì thì làm chứ nước mỹ đến đầu tiên ừ. mà nước mỹ đầu đầu tiên thì nước ukraine phải là đâu đó hạn chót <laughs> thành ra yeah. họ bảo là nếu mà cắt giảm quốc phòng thì không nhưng mà cắt giảm cái viện trợ cho ừ, Ukraine ừ, thì mặc dù nó cũng nằm trong ngân sách của quốc phòng đó yeah. nhưng mà cắt giảm cái đó thì họ sẽ đòi cắt giảm yeah. đó là một rồi cái chuyện mà anh nhắc tới là IRS yeah, là okay. sở thuế đấy, sở thuế đấy. Yeah. thì năm vừa rồi sở thuế tuyển thêm 80 000 nhân viên À, có những lý do bảo là ok bao giờ, bây giờ luật nó rắc rối hơn cần thêm người làm rồi có những người người ta già người ta về hưu thì phải tuyển người vô để mà thay vào vân vân và, và, đảng dân chủ muốn gia tăng cái việc thanh tra hồ sơ thuế thanh tra nhiều hơn hồ nữa. sơ thuế bắt người giàu phải đóng thêm lại lại như thế. <laughs> Đóng thêm thì là, là là không hẳn nhưng mà nói chung là đóng cho đúng luật vân vân. Đóng, và, và. À, đóng đó. cho đúng luật. Nhưng à. mà cái con số tổng cộng là 80 ngàn thì mình cũng không biết rõ là trong đó là bao nhiêu người là thực sự là những người thanh tra yeah. thuế. Ừ. Nhưng mà Đảng Cộng hòa ấy, thì đem ra bảo ồ trời, trời ơi, làm gì mà tới 80.000 người thanh tra thuế? Nước thì có chừng lấy người thôi mà anh đem 80.000 người ra thanh tra thuế có thể phải chết người dân không? Thì bên hai bên mới gãi nhau là ô 80 ngàn đó không phải là tất cả là thanh tra vân vân rồi. Ừ. Ok. Nhưng mà cái bottom line đó là họ đem cái sở thuế là xưa nay là trong tất cả các sở liên bang có cái sở thuế là không ai ngờ hết đấy, Sở di dân coi vậy chứ người ta còn có thiện cảm là tại vì mình muốn có thể xanh phải đi qua cái sở di trú, chứ còn sở thuế là không ai ưa hết thỉnh giờ. Cắt ai thì cắt chứ cắt sở thuế là dễ lắm, mấy ông dễ chọc cho người ta ủng hộ lắm. Và cái việc mà sở thuế bị ảnh hưởng là chúng ta thấy ở dưới thời ông Trump á, cái hồ sơ thuế bị bỏ ngỏ còn họ họ đã đề cập đến những cái chỉ trích nhắm vào hồ sơ thuế, họ không audit cái hồ sơ thuế của ông Trump Cũ. Giờ đây cái sự hữu hiệu của cái sở thuế nó không có, chưa kể đó là cái việc gia tăng của Đảng dân chủ cho thấy phía Đảng Cộng hòa chống đối một phần bởi vì họ thấy phía Đảng dân chủ lại muốn đi truy tìm những người giàu có để gia tăng cái tiền thuế đó nữa à, đề tài thứ nhì trong phần tin tức đội bạch chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo